Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 năm 2015, do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 32 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 67 vụ, làm chết 48 người, bị thương 30 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người, hỏng 1 xe mô tô. Đường thủy xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 25.320 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 27 tháng 3 đến 1 tháng 4, nhiều tuyến đường sẽ bị cấm xe nhằm phục vụ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132. Cụ thể, từ 6 giờ đến 22 giờ các ngày diễn ra IPU 132, tạm cấm đối với ô tô tải từ 0,5 tấn trở lên và xe khách từ 25 chỗ trở lên. Trừ các xe ô tô phục vụ đại hội, xe có phủ hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố lưu thông trên các tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Bưởi đoạn từ Cầu Giấy đến Đội Cấn, đường Nguyễn Văn Ngọc và đường Nguyễn Thái Học. Toàn bộ phương tiện cũng bị tạm cấm không được hoạt động trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long tại làn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng đoạn từ Trần Duy Hưng đến đường Mễ Trì, đường Miếu Đầm, Đỗ Đức Dục. Các phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Gặp đoàn xe ưu tiên phải đi sát về lề đường bên phải hoặc dừng hẳn lại cho đoàn xe ưu tiên qua mới được tiếp tục đi. Thông tin do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp, tổ công tác tại trạm cân Hải Dương đã phát hiện và xử lý xe ô tô chở quá tải có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Trước đó vào hồi 5 giờ 40 phút ngày 21 tháng 3 năm 2015, hai xe trong đó có xe biển kiểm soát 16L0375 bị phát hiện có dấu hiệu chở quá tải, lại không xuất trình được giấy tờ, hai tài xế bị yêu cầu lái xe về trạm. Tuy nhiên thay vì chấp hành thì hai tài xế lại đóng cửa nổ máy hòng chạy thoát. Để chặn xe vi phạm, thanh tra viên Ngô Minh Đức đã nhảy lên bám vào gương cửa phía bên lái, nhưng lái xe vẫn chạy rất nhanh ra hướng quốc lộ 38B rồi đỗ vào bến bãi của cửa hàng xăng dầu Tân Bình và bỏ đi. Qua cưỡng chế cân xe biển kiểm soát 16L0375 chở hàng vượt quá tải 247,4%. Đây là xe của công ty cổ phần thương mại và vận tải Duy Phong, địa chỉ ở số 8 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Hiện các lực lượng đã tạm giữ phương tiện và bàn giao phụ xe cho công an huyện Gia Lộc để điều tra xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ. Thông qua việc rà soát toàn bộ taxi trên địa bàn, đối chiếu điều kiện kinh doanh, những hãng taxi không đủ điều kiện sẽ bị rút giấy phép hoạt động. Đây là yêu cầu vừa được đưa ra của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm quản lý hoạt động taxi trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh việc rút giấy phép kinh doanh của đơn vị không đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn xem xét để tăng số lượng xe đối với các đơn vị taxi đủ điều kiện, đồng thời sắp xếp bố trí một số điểm dừng đón trả khách cho taxi tại các đầu mối giao thông như bệnh viện, bến xe, nhà ga, khu dân cư, các địa điểm văn hóa, thể thao, du lịch, trung tâm thương mại trong khu vực Vành Đai 1 và các trục đường hướng tâm của thành phố. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng việc nhượng quyền khai thác sân bay Phú Quốc theo hình thức hợp đồng kinh doanh quản lý để lấy vốn xây dựng sân bay Long Thành. Nếu được chính phủ chấp thuận, các cơ quan thuộc Bộ sẽ xác định lại giá trị tài sản của sân bay Phú Quốc để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét định giá. Nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét lựa chọn trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu đề ra hoặc đấu thầu để lựa chọn nếu có trên hai nhà đầu tư. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện có công suất 2,6 triệu hành khách mỗi năm, đạt tiêu chuẩn cấp 4E. Năm 2014, cảng hàng không Phú Quốc đạt sản lượng gần 800.000 hành khách, tăng khoảng 100.000 khách so với năm 2013. Chủ trương nhượng quyền khai thác các cảng hàng không trong nước để lấy vốn xây dựng sân bay khác được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra sau khi đề án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành gặp nhiều ý kiến không đồng thuận do nguồn kinh phí đầu tư quá lớn. Hơn 4.000 nhân viên phục vụ trên các tuyến xe buýt có trợ giá ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị truy thu 6 tháng tiền lương năm 2013, tổng số tiền lên đến trên 100 tỷ đồng. Việc truy thu này, các hợp tác xã vận tải xe buýt cho rằng nhiều lái xe sẽ bỏ việc nếu doanh nghiệp truy thu.
Cụ thể, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành truy thu phần chênh lệch này trong thời gian 10 tháng. Với số tiền trên 100 tỷ đồng đối với 12 doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Liên quan tới vấn đề này, các doanh nghiệp cho rằng khoản tiền chênh lệch này là tiền lương nên các đơn vị đã chi hết cho người lao động. Do đó, các đơn vị vận tải xe buýt không thể thu hồi hoặc yêu cầu người lao động trả lại tiền lương đã nhận từ năm 2013. Bởi như vậy sẽ trái với quy định của Bộ luật Lao động hiện nay. Ngoài ra, các đơn vị vận tải xe buýt đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức 2,35 triệu đồng một tháng, căn cứ vào mức lương tối thiểu được điều chỉnh theo nghị định của Chính phủ. Các doanh nghiệp cũng khẳng định nếu truy thu sẽ gây bất lợi cho người lao động. Việc truy thu cũng sẽ gây khó khăn đối với xã viên nhóm xe 12 chỗ bởi chủ trương của Sở đã ngưng trợ giá từ tháng 10 năm 2013. Trong khi hiện tại có tới 300 xe 12 chỗ hoạt động trên 15 tuyến đường, nếu việc truy thu xảy ra thì các xe này sẽ rời bỏ doanh nghiệp. Trước thực trạng lái xe taxi vi phạm và gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc trên địa bàn, vào sáng ngày hôm nay, 23 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải cùng Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn pháp luật nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe của các hãng taxi. Đáng nói, tại buổi tập huấn, nhiều vấn đề nóng, bức xúc của các doanh nghiệp lái xe cũng được đặt ra khi nhu cầu điểm đỗ cho taxi vẫn chưa được quan tâm, khiến vi phạm dừng đỗ ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp. Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tình trạng xe taxi dừng đỗ không đúng nơi quy định, tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua. Vấn đề này chủ yếu là do nhận thức của lái xe taxi chưa cao. Tuy nhiên, nhiều lái xe cho rằng, sở dĩ xảy ra hiện tượng trên là do thành phố Hà Nội chưa quan tâm đến việc xây dựng các điểm dừng đỗ cho lái xe taxi, nhất là ở trong khu vực nội đô. Nước ngoài nó có điểm của nó, nhưng mình thì tôi thấy là chả có chỗ nào là để một đỗ cả. Thỉnh thoảng có một vài điểm thì chỉ được 15 phút. Đón trả khách thì như thế tôi thấy 15 phút là cũng đủ rồi, không ý kiến gì cả. Nhưng mà còn những cái đường khác là gần như là không có, rất là ít. Ví dụ như là các cái trục đường điểm nóng ấy thì là không có, và hoặc là phố cổ. Cho nên là tôi thấy nó cũng hơi ít. Chẳng như là những cái chúng tôi hay mắc phải những cái lỗi dừng đỗ ấy. Thì khi thường thường những phương tiện chúng tôi là phương tiện chở khách mà, cho nên là phải ưu tiên chúng tôi là cái kiểu lỗi dừng đón khách là phải để chúng tôi dừng đón khách. Còn khi đỗ xe thì là phạt là đúng quy định. Còn khi chúng tôi đón khách là phải được để chúng tôi đón khách. Chặn những cổng bệnh viện hay là những bến xe cũng thế, là phải có nơi dừng đỗ trả đón khách chúng tôi. Theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, trên địa bàn thủ đô hiện có khoảng 17.000 xe taxi với hơn 20.000 lái xe taxi, mỗi năm vận chuyển khoảng 120 triệu lượt hành khách. Nhưng thực tế, toàn thành phố mới chỉ có 36 điểm đỗ dành cho taxi. Từ thực tế trên, có thể khẳng định tỷ lệ điểm đỗ dành cho taxi chiếm khá thấp, trong khi nhu cầu là rất lớn. Và với một cái lượng xe taxi là hơn 17.000 xe thì như vậy là cái việc dành cho cái điểm đỗ dành cho lái xe taxi là rất thiếu. Chính cái điều này cũng sẽ dẫn tới một việc là vì lái xe taxi thiếu điểm đỗ, chính vì vậy cho nên dễ dẫn tới cái việc là họ đỗ sai, rồi thì có thể đỗ ở những cái điểm hoặc là đỗ dừng đỗ nhưng mà ẩu. Có những lái xe thì có những cái vi phạm là có thể là đi sai làn, chạy quá tốc độ, vượt trong trường hợp cấm vượt, hoặc là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Thì đấy là những cái vi phạm phổ biến mà chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi thì chúng tôi cũng đều muốn là nhằm làm sao để nâng cao cái ý thức của lái xe taxi lên, vì cộng đồng chung, vì lợi ích chung của toàn xã hội, chứ không phải vì lợi ích chung của một cá thể, một nhóm người hay là một hãng taxi cụ thể nào đấy. Tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe, pháp luật cho các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe taxi là rất cần thiết. Tuy nhiên, khi vấn đề hạ tầng chưa được giải quyết dứt điểm, tình trạng thiếu điểm đỗ cho taxi còn diễn ra, thì tình trạng lái xe taxi vi phạm luật giao thông sẽ vẫn diễn ra như thường. Hàng loạt taxi trong sân bay từ chối phục vụ khách hàng và vòi vĩnh thêm tiền là nội dung mới được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến cho Sở Giao thông Vận tải. Điều đáng nói, tình trạng này thường xuyên xảy ra, nhưng cơ quan chức năng lại không có giải pháp xử lý dứt điểm. Theo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, dịp cao điểm có khoảng 19.000 tới 20.000 lượt xe ra vào sân bay mỗi ngày để đưa đón khách, và sân bay đã bố trí nhà chờ xe taxi, tạo điều kiện cho hành khách đón taxi. Trong sân bay, các tài xế taxi chấp hành đúng quy định, nhưng ra khỏi sân bay thì họ lại vòi thêm tiền của những khách đi gần, khách nước ngoài.
Vi phạm diễn ra ở các hãng Mai Linh, Vinasun, Sài Gòn Air, Sài Gòn Tourist, Hoàng Long, Happy, Savico, Vinataxi. Từ thực tế trên, cảng hàng không Tân Sơn Nhất đề nghị các hãng taxi tăng mức phạt đối với tài xế vi phạm nhiều lần. Các hãng cũng cần kiểm tra, giả soát để quản chặt những tài xế nghiện ma túy, người có tiền án tiền sự. Vấn nạn trộm cắp xe máy diễn ra ngày càng nhiều và gây ra không ít bức xúc lo lắng cho người dân. Mặc dù hiện nay xe máy đã được trang bị khóa chống trộm, tuy nhiên khi tội phạm ngày càng tinh vi thì những giải pháp chống trộm truyền thống không còn phát huy được tác dụng. Nhằm giải tỏa những lo lắng và đáp ứng nhu cầu của người dân, một giải pháp chống trộm cho xe máy đã ra đời. Thông qua điện thoại di động, người dùng có thể kiểm soát được tình trạng chiếc xe của mình, thậm chí là khi mất vẫn hoàn toàn có thể tìm lại được xe. Đây là bộ sản phẩm giải pháp chống trộm xe máy có tên Smart Moto do Viettel mới đưa ra thị trường. Giải pháp này sẽ biến một chiếc xe thông thường trở thành một chiếc xe máy thông minh với nhiều tầng lớp bảo vệ chống trộm. Nguyên lý hoạt động của giải pháp này là khi có kẻ xấu tác động vào xe, một cảm biến trên xe sẽ nhận biết rồi sẽ phát ra báo động bằng âm thanh, đồng thời tự động gọi điện thoại thông báo cho chủ nhân. Trộm họ có thể lấy cắp xe của bạn bằng rất nhiều cách. Họ có thể dùng vam phá khóa, họ phá cái khóa. Họ có thể thậm chí bê cái xe của bạn để lên ô tô và chạy mất. Đấy, thì cái thiết bị này bất kỳ khi nào, kể cả trong tất cả các trường hợp đấy thì nó đều có các hình thức như là rú còi báo động, ngắt điện của xe và gọi điện cho chủ xe biết là xe của mình đang có vấn đề, để tất cả các cái trường hợp đó là chủ xe đều có thể bảo vệ được tài sản của mình. Trong trường hợp mà bạn bị cướp, bạn hoàn toàn có thể bình tĩnh giao xe, thậm chí giao cả chìa khóa, giao cả giấy tờ, thậm chí giao cả điện thoại cho họ và để bảo vệ tính mạng của mình đầu tiên. Thế sau đó lấy một cái điện thoại bất kỳ, lấy lại quyền chủ xe và bấm một cái nút trên điện thoại là xe lập tức lại dừng lại, lại hú còi, lại gọi điện, lại nhắn tin cho bạn biết là xe đang ở đâu. Một lớp bảo vệ khác của giải pháp này là kết hợp mạng viễn thông và hệ thống định vị toàn cầu GPS để ngăn chặn hành vi phạm tội. Đó là chủ nhân có thể ra lệnh điều khiển tắt máy từ xa, tìm kiếm xe khi đã bị mất trộm. Dòng sản phẩm chống trộm khác như tôi được thấy và tôi đã tìm hiểu thì là họ không chống trộm trên xe máy nhưng mà nó lại không tích hợp trên điện thoại, như tôi dùng cái phần mềm chống trộm này thì tích hợp tất cả trên các điện thoại, không những điện thoại đời cao và điện thoại đời thấp như tôi đang sử dụng, rất là ổn và cái mà các chức năng nó rất là thông minh. Như tôi cũng đang tìm hiểu thêm một số ứng dụng của cái dòng này thì trong cái ứng dụng nó tích hợp thêm một cái mà ví dụ như tôi đi xa, tôi tìm được các trạm xăng gần tôi nhất. Giá bán của Smart Moto phù hợp với đa số người dùng 1,55 triệu đồng một bộ, đã bao gồm phí lắp đặt, hòa mạng và cước một năm đầu tiên. Những năm tiếp theo cước sẽ là 300.000 đồng một năm. Ngoài những tiện ích có thể thấy, thì có ý kiến cho rằng giải pháp chống trộm này dựa vào sóng điện thoại di động. Do đó, khi xe máy đi vào vùng mất sóng hoặc sóng chập chờn, khả năng cảnh báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây vẫn là một ứng dụng khá hữu ích, giảm được rủi ro mất trộm xe, đặc biệt phù hợp với khu vực nội thành các thành phố lớn, nơi thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm xe máy đắt tiền. Bản tin giao thông an toàn ngày 23 tháng 3 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.